đánh giá tiềm năng về quy hoạch phát triển công nghiệp ICT. Lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Phát động tháng an toàn giao thông ở trung đoàn 935. Phẫu thuật thẩm mỹ phải đẹp và an toàn. Gần 80 nạn nhân tố cáo công ty bất động sản Lộc Phúc có hành vi lừa đảo. Học nghề có là xu thế. Ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hội thảo phát triển công nghiệp công nghệ thông tin ICT Việt Nam International Digital Hub tại Đồng Nai. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chia sẻ, hội thảo nhằm mời gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nghiên cứu đầu tư phát triển Digital Hub tại Đồng Nai trong tương lai. Đồng Nai đang trong giai đoạn lập quy hoạch chung của tỉnh, nên đây là thời điểm thích hợp để xem xét đưa Digital Hub vào quy hoạch. Kết quả hội thảo lần này sẽ là luận cứu quan trọng để Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Thông tin Truyền thông tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xem xét, đánh giá các cơ sở điều kiện để quy hoạch và phát triển Digital Hub tại Đồng Nai một cách hiệu quả, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, của vùng. Phát biểu tại lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, thời gian qua tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông còn diễn ra tương đối phổ biến. Nguyên nhân chính là do ý thức tham gia giao thông chưa cao, chưa thực sự hiểu biết và triệt để tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, chưa nắm vững quy tắc, kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông an toàn. Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong năm học 2023-2024, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đề nghị cha mẹ học sinh phải nêu gương cho con em bằng việc chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông, đồng thời trang bị đầy đủ nón bảo hiểm cho học sinh đến trường. Đặc biệt, cương quyết không cho học sinh lái xe máy khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có bằng lái. Ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ phát động tháng an toàn giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia. Tại buổi phát động, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông của Đồng Nai trong thời gian qua, phân tích các tình huống hành vi gây mất an toàn, cũng như những giải pháp mà Đồng Nai đang thực hiện để nỗ lực kéo giảm tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông. Riêng với cán bộ lực lượng Trung đoàn 935, càng cần nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia, gương mẫu tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Sau lễ phát động, xe ô tô của đơn vị và quân nhân trong Trung đoàn 935 được dán logo với khẩu hiệu tuyên truyền, đã uống rượu bia thì không lái xe. Tại hội thảo tiến bộ và an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ do Sở Y tế, Bệnh viện Âu Cơ phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ của Đại học Y Dược TP.HCM đã chia sẻ nhiều nội dung quan trọng như các tiến bộ và nguyên tắc an toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, kiểm soát các tai biến gây mê hồi sức trong phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Hội thảo là dịp để các bác sĩ không chỉ của bệnh viện mà còn của các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh có cơ hội tiếp cận các thông tin về kỹ thuật mới nhất về tạo hình thẩm mỹ. Ngoài ra giúp các cơ sở kết nối các bác sĩ đầu ngành, từ đó trao đổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đảm bảo an toàn trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Liên quan đến công ty Lộc Phúc tại TP.HCM lập dự án ma trên đất nông nghiệp tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom để mở sàn giao dịch bất động sản nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng, đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom triệt xóa. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện Huỳnh Hữu Tường là chủ sở hữu thực sự của công ty, đã tổ chức lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của khách hàng mua bán bất động sản nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Việc khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Tường đã nâng tổng số đối tượng liên quan đến công ty này bị khởi tố bắt giam lên đến con số 23 bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vẫn đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ một số tội danh khác liên quan đến công ty trên để xử lý theo pháp luật. Yêu thích và học tiếng Trung, nhưng sau một năm học đại học, Hiền quyết định rẽ ngang sang học cao đẳng nghề. Hiền mong muốn mình sẽ ra trường sớm và có việc làm ổn định để lo cho bản thân và gia đình. Bởi ba mẹ em đều là công nhân, kinh tế có hạn. Nguyên nhân mà em bỏ học đại học là vấn đề học phí, nhất là khi học ở trường đại học tư. Trước khi đưa ra quyết định này, Hiền cũng đã tìm hiểu về tương lai sau khi ra trường. Thì em cảm thấy là cái mức học phí của trường nó hơi cao so với điều kiện gia đình nhà em. Nên là em mới tìm hiểu về cái môi trường cao đẳng và quản trị SNDG này. Thì em cảm thấy là cái học phí với lại cái đầu ra của trường thì nó hợp lý và
được với lại điều kiện với lại của gia đình của nhà em ấy ạ. Nên là em thấy mình bên trường có liên kết với rất nhiều công ty, là em cảm thấy cái chuẩn đầu ra với lại cái cơ hội tìm việc làm của mình cũng khá cao. Cũng từng học sư phạm toán 1 năm tại trường Đại học Đồng Nai, Việt đã bỏ học giữa chừng vì cảm thấy không phù hợp để rẽ sang học nghề. Dù vậy, trước quyết định này, ban đầu Việt không nhận được sự đồng tình của cha mẹ. Nhưng em đã thuyết phục phụ huynh bằng kết quả học tập và kế hoạch nghề nghiệp. Vì dù học đại học hay cao đẳng, thì cái đích cuối cùng vẫn là tìm được việc làm, có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Mình học nghề học cao đẳng tại trường, thì mình sẽ học về tiếp thu những kiến thức nó gọi là thực hành nhiều và áp dụng nhiều cho công việc của mình sau này hơn. Dạ vâng, đó cũng là một hướng đi tốt cho các bạn. Các bạn học xong trung học phổ thông có thể xem xét và quyết định về tương lai của mình. Tại vì bây giờ tình trạng thừa thầy thiếu thợ rất là nhiều. Và nếu mà mình có một khả năng thực hành tốt thì mai mốt ra ngoài mình sẽ kiếm được một công việc tốt và ổn định. Trường cao đẳng nghề công nghệ và quản trị Sona để gì? Hệ cao đẳng chính quy, trung bình mỗi năm có khoảng 15-20% sinh viên chuyển từ các trường đại học về học. Theo phân tích, lý do của sự chuyển đổi này thường là chuyện học phí, chương trình đào tạo hay môi trường đại học không phù hợp với các bạn sinh viên. Đã có sự thay đổi, nhưng mà chưa phải là một sự thay đổi sâu sắc. Thì hy vọng rằng thông qua những cái hoạt động truyền thông như thế này này, rồi thông qua những cái chương trình hướng nghiệp, thì các cái chuyên gia sẽ hướng nghiệp để làm sao đó nó thay đổi được sâu rộng hơn về nhận thức của học sinh cũng như là phụ huynh. Và từ cái sự thay đổi về mặt nhận thức đó thì nó sẽ khắc phục rất lớn về cái tình trạng mà thừa thầy thiếu thợ như hiện nay. Do vậy, câu chuyện của các bạn trẻ như Hiền hay Việt có lẽ chưa phải là xu hướng chính hiện nay, nhưng tâm lý cứ phải học đại học mới tốt đang có sự thay đổi nhất định.